Vâng, xin chào mọi người. Hôm nay thì mình lại giới thiệu đến mọi người một cái bộ máy hàn mic do mình mới chế. Ở đây thì máy hàn mic này là mình chế từ một chiếc máy hàn tích nhá. Máy hàn hai chức năng tích và hàn sắt. Đấy. Thì ở đây mình dùng chức năng hàn sắt để sử dụng làm thành một chiếc máy hàn mic như này. Và bây giờ mình sẽ giới thiệu qua cho các bạn xem nhá. Rồi, ở đây vẫn là một chiếc máy thông thường. Nếu các bạn không có hàn tích như mình thì có thể sử dụng máy hàn hồ quang thông thường cũng được nhá. Cứ miễn là có dòng một chiều. Ở đây thì các bạn cũng có thể sử dụng những chiếc máy ARC như này. Đấy. Ở đây thì mình dùng máy hàn mic cho cái công suất dòng nó khỏe. Và đây mình dùng que là 1 ly, dây 1 ly. Đấy. Thì mình sẽ giới thiệu như sau này. Đây là gồm một dây dẫn, dây nguồn. Dây nguồn thì sẽ được dẫn vào một bộ dây này. Ở đây thì mình mua một bộ dây hàn mic. Đây, bỏ dây mát ở bên. Đây là mình mua một bộ dây hàn mic AK15. Thì ở bộ dây hàn mic khi mà mua về thì nó sẽ có một là dây nguồn này, hai là dây tín hiệu, khi các bạn bấm công tắc thì hai dây tín hiệu sẽ nối với nhau, ba là dây dẫn khí và bốn là cái dây để dẫn dây hàn lên. Thế đây mình sắp xếp như sau này, đằng này mình sẽ đặt một chiếc motor đẩy dây. Motor đẩy dây thì có thể dễ dàng mua trên mạng thôi. Sau đó là motor đẩy dây sẽ đẩy dây vào trong cái phần dây dẫn dây hàn này. Và cuộn dây sẽ được cố định ở đây thông qua một thanh sắt lá. Tiếp đến là phần nguồn. Thì phần nguồn sẽ được kết nối dây nguồn này vào dây âm của máy hàn. Âm nhé, các bạn nhớ là dây âm nhé. Và dây dương sẽ là dây mát. Tiếp theo ở đây là nguồn nuôi. Nguồn nuôi thì sẽ có một bộ nguồn 12V để chúng ta có thể nuôi cái bộ đẩy dây này và nuôi cái van khí. Thì bộ nguồn này 12V thì sẽ được tăng áp lên thành 24V thông qua chiếc mạch này. Và chiếc mạch này sẽ thông qua một mạch điều tốc. Và điều tốc này sẽ có tác dụng là tăng giảm cái độ nhanh chậm của dây đẩy ra nhé. Và cái van này thì khi mà ấn cái cò này thì đồng thời là dây sẽ đẩy ra, chỉnh tốc độ tăng giảm đây. Và khí CO2 sẽ được dẫn qua cái van này thông vào đây. Ở đây thì cái van này cũng rất là dễ dàng mua ở các cái tiệm sửa chữa máy hàn các bạn. Thì ở đầu van này sẽ được dẫn vào một cái bình khí CO2. CO2 này sẽ có công dụng là bảo vệ mối hàn. Và cái bộ này thì nó đang hơi cồng kềnh một chút. Thì vài hôm nữa mình sẽ làm một cái hộp. Một cái hộp đây. Và dùng hai bình, một bình CO2 và một bình argon đặt bên này. Thì chiếc máy của mình sẽ có ba chức năng, đó là hàn tích, hàn mic, hàn hồ quang. Đấy, và cắt plasma nữa. Nếu như nối thêm cái máy này vào thì sẽ thành plasma đấy, có nghĩa là sẽ có 4 chức năng. Và mình sẽ làm thêm một cái hộp vuông to như này và dùng bánh xe để đẩy trong xưởng của mình. Và video của mình đến đây là hết rồi. Nếu như các bạn còn thắc mắc gì về bộ hàn mic này thì có thể inbox cho mình nhé. Cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo.